Dạ em mến chào quý cô chú anh chị mình nha. Em là Quốc Hương, nhà đất Bình Phước. Và hiện tại là em đang đứng tại lô đất tọa lạc tại ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha. Và em đang đứng trước mặt đất của mình đây. Và hiện tại đất của mình là full điều luôn. Và có hai mặt tiền đất. Một mặt tiền này là 25m và mặt tiền này là 50m nha quý cô chú anh chị. Và tổng lô đất của mình là 1.033,8m². Và chủ gửi em bán với giá là 280 triệu bao sổ sách cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Là tính ra lô đất của mình chỉ có 5,6 triệu một mét thôi. Và đường đất này là đường đất thông nha. Ở phía trong có dân cư ở, nói chung là cách cách nhau á, một nhà cách nhau là khoảng 50 mét. Ở đây em đang đứng ở phía trước mặt đất của mình á. Đây là ranh đất của mình nha. Đây có cọc rào rồi nha quý cô chú anh chị. Và trải dài xuống phía dưới luôn. Và bây giờ em sẽ vào giữa lô đất để cho quý cô chú anh chị tham khảo. Lô đất của mình hiện tại là điều già. Nói chung là quý cô chú anh chị mua về là để thu trái cũng được hoặc là bán củi cũng được nha. Lô đất của mình á, là cách ra đường nhựa là khoảng 600m và cách chỗ nhà rông Sóc Nê là khoảng 700m nha quý cô chú anh chị. Và cách DT759B là khoảng 3 km, cách trường học mà xã Tân Tiến là khoảng 2 km nha. Lô đất của mình á, hiện tại thì nếu mà cách thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 154 km và cách thành phố Đồng Xoài là khoảng 78 km nha quý cô chú anh chị. Và đất của mình là rất là bằng phẳng nha. Đất đen pha ít sỏi, đất đen thịt á, pha ít sỏi nha quý cô chú anh chị. Đất bằng phẳng đẹp, không vướng quy hoạch, không tranh chấp. Không có mồ mả gì trên đất hết nha. Đây là mặt tiền phía bên hông là 25m đó. Nếu quý cô chú anh chị thích cái lô đất này thì liên hệ với em qua số điện thoại của em có ghim trên video là 0967 557 282 để em gửi thông tin hình ảnh vị trí trực tiếp qua cho quý cô chú anh chị tham khảo nha. Đây mặt tiền đường đất của mình đây nha. Và bây giờ em sẽ chạy ra phía ngoài để cho quý cô chú anh chị xem cái lô đất của mình hai mặt tiền là nó gần cái đường nhựa như thế nào nha. Đây, nhà cửa dân cư ở xung quanh lô đất của mình luôn á nha. Như hồi nãy em đã nói thì lô đất của mình cách nhựa chỉ có 600m thôi nha quý cô chú anh chị và dân cư ở xung quanh. Nếu quý cô chú anh chị xem video này mà có thích video của em á, thì nhớ cho em một like nha và chia sẻ video giúp em và đặc biệt là đăng ký kênh giúp em với nha. Đây, ở đây đa số là dân ở đây người ta toàn làm vườn thôi nha quý cô chú anh chị. Em chạy ra gần đến cái đường nhựa phía ngoài rồi đó. Nhà cửa đông đúc luôn á. Đường này xe hơi đi thoải mái luôn nha quý cô chú anh chị. Và đây là đường nhựa của ấp Sóc Nê nha. Và em chạy ra một xíu nữa sẽ tới nhà rông Sóc Nê. Và em cảm ơn quý cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem hết video của em. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào video tiếp theo nha.